Hôm nay TBS test một cái con máy tời Fudaki F150 chạy với cái tốc độ là 60 mét trên một phút, tải là 150 kg là tải mát, còn tải làm việc thì 80 đến 100 kg là tải làm việc liên tục ha. Cái con tời Fudaki này á là bên em có một cái hệ thống phanh điện từ cũng như là có cái hệ thống xả bốp và được chạy thông qua một cái con motor là 3 kW 4HP. Cáp thì được trang bị cáp là cáp 6 ly, dài là 40 mét. Thì hiện tại tải trọng này là 85 kg. Cái máy uốn sắt này là 85 kg. Và bây giờ em sẽ bấm test cho mọi người xem ha. Đó, máy chạy rất là êm, dừng giữa chân, chạy lên chạy xuống bình thường. Đó. Tải trọng an toàn cho nó nên dùng những cái thùng như thế này, nó cũng không an toàn cho máy. Thì em test nhẹ sơ như vậy cho anh em thấy ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo.